Ni Đà Phật, A 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 Ni Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Âm. Về quốc Phật pháp danh của quý vị là Diệu Âm Giải Thoát. Quy Phật, quy Pháp, quy Bi Tăng, không đọa loài bàn sanh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tích Dẫn Đạo Sư. A Ni Đà Phật, 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 A Ni Đà Phật. Dài xưa dài kiếp dài quan kiếp nghiệp, trước bao đời đều giải hết cửa sạch lòng chân quả thân thành kính đôi chưa Phật bài cầu xin giai kia vừa sư Phật. Điều tai duyên mà vừa sư Phật thì dài kiếp dài kiếp dài quan kiếp nghiệp, trước bao đời đều giải hết cửa sạch lòng chân quả thân thành kính đôi chưa Phật bài cầu xin giai kia vừa sư Phật, vừa sư Phật. Vì tâm mãn nguyện vừa sư Phật, giải kiếp dài kiếp giải quan kiếp nghiệp, trước bao đời đều giải hết giữa sạch lòng chân quán thân thành kính đôi chư Phật tài cầu xin giải kiếp. Điều tai duyên thọ vừa sư Phật, giải kiếp dài kiếp giải quan kiếp nghiệp, trước bao đời đều giải hết giữa sạch lòng chân quán thân thành kính đôi chư Phật tài cầu xin giải kiếp. Điều tai duyên thọ vừa sư Phật, nguyện dự sư mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư. A Ni Đà Phật, 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 A Ni Đà Phật.